Năm Chiếc Bánh kính chào quý ông bà, anh chị em. Trên Facebook, Chai Phaero Nguyễn Văn Khải đưa lên về việc xôn xao một linh mục Việt Nam bị nói có con. Chai Phaero Nguyễn Văn Khải lên tiếng như sau. Có người gửi cho tôi bài viết của tác giả Lê Hải Nam. Nội dung bài viết xoay quanh một tấm ảnh cha An Tôn Đặng Hữu Nam đang cho một em bé ăn. Tác giả suy đoán một cách đen tối rằng một bé trai ở tuổi này ở trong một nhà hàng thì chắc chắn phải đi với cha hay mẹ của em. Và tôi biết chắc rằng người chụp bức hình này không hề chụp lén và phải là người mẹ. Bức hình này chắc là được chụp vào một lần trong nhiều lần cha Nam đưa hai mẹ con họ đến nhà hàng hay đi du lịch đâu đó. Từ một tấm hình, tác giả suy diễn, nâng lập trường quan điểm rồi kết án. Đứng về phía cha Nam là một linh mục thì hành vi dẫn hai mẹ con này đi nhà hàng và chụp hình như thế này quả là hết sức coi thường và bất chấp dư luận. Tác giả yêu cầu cha Nam chứng minh cáo buộc bằng việc xét nghiệm ADN. Cách dễ dàng nhất để cha Nam có thể thanh minh và đánh tan mọi suy đoán và cáo buộc là một xét nghiệm ADN về mối quan hệ cha con giữa cha Nam và cậu bé này. Nhưng dường như cha Nam không dám đưa ra bằng chứng này. Liên hệ đến bản thân tôi và các linh mục, thỉnh thoảng cũng đi thăm giáo dân người Việt cũng như người ngoại quốc, thỉnh thoảng các bậc cha mẹ cũng trao các cháu cho tôi ẵm các cháu. Có khi cho các cháu ăn hoặc cháu bú bằng bình trong khi bố mẹ các cháu khi chụp hình. Có khi chỉ có cảnh tôi và cháu bé, chỉ có hai người, dù trong buổi gặp mặt ấy có rất đông người. Nếu cứ theo cách lý luận và theo yêu cầu của tác giả Lê Hải Nam, thì tôi hoặc bất cứ linh mục nào, cứ bất cứ ông nào hay anh nào trong hoàn cảnh tương tự, với bức hình tương tự, bị coi là cha của cháu bé và đều phải đi xét nghiệm ADN để thanh minh quan hệ cha con và để đánh tan suy đoán và cáo buộc. Dù bố mẹ và thân nhân của cháu bé kia biết rõ cháu bé là con cái của họ và họ không hề đòi hỏi ngớ ngẩn và ngang ngược là tôi phải đi xét nghiệm ADN. Có cái luật pháp nào và tiến trình tố tụng đạo đời nào có yêu cầu ngang ngược, vô lý và bất nhân thế không? Anh chiếm đoạt và phổ biến một cách bất hợp pháp hình ảnh riêng tư của người khác, anh chụp mũ, anh vu cáo và anh kết án, rồi anh đòi người ta phải đi xét nghiệm ADN để chứng minh, mà là chứng minh cái anh đã kết luận là quan hệ cha con. Vấn đề liên quan đến phụ nữ và con riêng và trường hợp cha Đặng Hữu Nam, thực tế cho thấy có người thích hạ uy tín của các linh mục và giám mục, nhất là những người họ không ưa. Từ xưa đến nay, trong lịch sử, họ đặc biệt thích dùng tiền bạc, quyền lực và nhất là chuyện đàn bà con cái để khống chế các linh mục và giám mục, bắt các vị này làm theo ý họ, có người đã dính bẫy. Nếu bây giờ ông Lê Hải Nam và quan thầy của ông chủ động tìm mọi cách và làm mọi cách để chứng minh cho thiên hạ thấy cha Đặng Hữu Nam có con riêng, thì tác giả và quan thầy của tác giả giỏi hơn công an Việt Nam trong việc này rồi. Cha Nam làm linh mục mười mấy năm rồi quý vị, sau bấy nhiêu năm không thấy ai tố cáo chụp mũ kết án gì cha Nam trong chuyện vợ con. Sao bây giờ, trong lúc cha Nam khố rách áo ôm, thân tàn ma dại, bị treo chén và treo micro, bị trói chân trói tay, thì lại có dư luận và hình ảnh kết án cha Nam có con rơi? Phải chăng đây là việc dọn đường để tiến xa hơn bước nữa trong việc loại trừ, triệt hạ cha Nam? Xin quý vị cho ý kiến. Sao tại các giáo xứ cha Nam làm cha xứ như Bình Thuận, Phú Yên, Mỹ Khánh, các giáo dân không thấy cha Nam có vợ con và từ trước đến giờ không đứng lên tố cáo? Tại sao giáo dân ở các giáo xứ ấy đều yêu mến và kính trọng cha Nam, và khi cha Nam đi khỏi đó thì họ khóc lóc? Tại sao bây giờ tiến trình tố cáo chuyện cha Nam mới khởi động và lại bắt đầu từ tác giả Lê Hải Nam, một người sống cách xa Nghệ An hơn 1.000 cây số?